Đức Phật Thích Ca từ đâu xuất giáng trần, nước Ca Tỳ La về vào rằm tháng tư, hoa vô ưu bừng nở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Trái đất sau lần rung động, nhạc trời trộn khúc hoang ca, thần dân vui khắp mọi nhà, chúc mừng thái tử Tất Đạt Đa, tịnh phạm vua cha, rời hoàng cung đi đón hoàng hậu Ma Gia, sinh ra ngày 7 ngày thì đã quy thiên, triều đàm nhi mẫu thay thế mẹ hiền, nuôi thái tử cho đến ngày khôn lớn. Tất Đạt Đa thông minh xuất chúng, thiên tử cốt cách siêu phàm, sở học không thể nghĩ bàn. Bao nhiêu thái sư cùng đều bái phục, xuyên suốt kim cổ không còn gì dạy nữa. Lớn lên lời A Tư Đà, vua cha chợt nhớ, mượn tay Nguyệt Lão kết tóc xe tơ, công chúa Gia Du kiều diễm như mơ, để cột chân trong lâu đài nhân thế. La Hầu La tiếng bi bô con trẻ, mở mắt chào đời tập nói tiếng mẹ cha, ngày muốn nhìn nhân tình thế thái gần xa, nên dạo chơi ngoài bốn cửa thành đông tây nam bắc, thấy cảnh sanh già bệnh chết, ngài liền quyết chí xuất gia. Vào nửa khuya mồng 8 tháng 2, Sa Nặc ơi đưa ta vượt khỏi hoàng thành, xa lìa cung vàng điện ngọc, xa lìa vợ đẹp con ngoan, vì chúng sanh ta ra đi quyết tìm kho báu. Tới dòng A Nô Ma, ngài tự tay xuống tóc, Sa Nặc ơi thôi ngươi hãy lui về, trở về thưa với phụ thân và nhắn lời của ta từ biệt, còn riêng ta đến khi nào tìm ra đạo thì mới quay về, bằng ngược lại thì xem như ta đã mất. Từ đó giữa trùng trùng lạp sơn hy mã, đêm ngày ngồi tuyết ấm sương, 6 năm khổ hạnh khôn lường, vẫn chưa tìm ra ấm đạo. Bao nhiêu đạo sĩ nhìn cơ tuyệt xảo, bao nhiêu pháp thuật huyền bi tuyệt trần, nhưng còn chỗ kẹt không phải toàn chân, ngài lại một mình đi tìm chân lý. Bên cạnh dòng sông ni liên thuyền ý vị, đoan cỏ làm tòa rồi khẳng định một câu, chính nơi đây nếu ta không thành đạo thì ta quyết không rời khỏi nơi này, dù cho bụi đá trơ cây, dù cho xương tan thịt nát, thất thất tham thiền nghiêm mật, cuối cùng chứng đắc đạo ca, vô lượng chánh đẳng Phật Đà, bồ đề đạo tràng sen báu nở hoa. Vào ngày trăng tròn tháng 12 âm lịch, 45 năm trường vân du hóa độ, hơn 300 hồi chuyển pháp thuyết kinh, hàng ngày lớp lớp đệ tử đảnh lễ nghiêng mình, 6 nẻo 3 đường rợp bóng đạo vàng siêu tuyệt, thân thế vô thường, có sinh phải có diệt, có diệt phải có sinh, nhưng đạo lý chân thường bắn ngang dòng sinh diệt. Tại rừng Sa La, đấng cha lành đã 80 năm tuổi già, 7 chúng đệ tử cùng quay quần câu hội, ngài bảo các con còn có gì muốn hỏi, những gì ta đã dạy xưa nay đại chúng im lặng tỏ bày, nếu chúng con đã thông suốt thì ta có mấy lời di giáo, giới được làm thầy đó là bậc nhất, Phật giáo ba thừa đó là vô song, khai thông vô thủy vô chung, mở đường vô sanh vô tử, các con chớ có quên mình,
Đó là lời cuối cùng của Đức Như Lai: tu chỉ một đường, không một không hai, Phật tánh muôn đời, không thêm không bớt. Mỗi chúng con hãy chuyên tâm tu tập. Cuộc đời không có gì bằng đạo lý từ bi, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. A Từ Giả các con nơi xa la sông Thọ, núi rừng hoang vu yên bật tiếng gió, ngân hà nín thở rơi rụng trăng sao, rằm tháng hai âm lịch trăng thấm lề đào, Đức Từ Phụ Bổn Sư an nhiên niết bàn nhập diệt. Đại chúng cất lên: Thích Ca Mâu Ni Thiết Tha, núi rừng hòa vọng âm vang, lan xa thế giới ba ngàn, vượt qua mười phương tam thế, vũ trụ càn khôn nhỏ lề, hướng về thế giới A Bà, hộ trì đạo lý Thích Ca, ngưỡng nguyện phổ chiêu Phật Đà, hằng hà pháp giới châu xa, nhất nhất chắp tay đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.